Chắc hẳn không ai là không biết phù thủy áo đen chính là chủ lực của Yugi và Atem, còn Kaiba mới là bậc thầy về rồng. Thế nhưng trong bộ bài của Yugi vẫn có những quái thú rồng cực kỳ mạnh mẽ mà không ai có thể coi thường. Sau đây là 5 quái thú rồng mạnh nhất mà Yugi từng sử dụng. Legendary Dragon Timaeus là bài huyền thoại có khả năng kết hợp với các phù thủy để tạo thành hợp thể siêu mạnh. Gandora the Dragon of Destruction cùng những biến thể là một quái thú ấn tượng mà Yugi đã từng sử dụng với khả năng tiêu diệt toàn bộ quái thú ở trên sân. Curse of Dragon và dạng hợp thể kỵ sĩ rồng đã hỗ trợ Yugi rất nhiều trong các trận đấu từ xưa đến nay. Van Dungeon the Dark Dragon Lore, một con hắc long được Yugi sử dụng trong phần Yu-Gi-Oh Era và là đối thủ của Tulatin. Red Eye Black Dragon được Yugi cho vào bộ bài để thức tỉnh Yo-Ai khỏi sức mạnh của Marik. Danh sách này không xếp hạng theo thứ tự từ mạnh tới yếu các bạn nha. Ngoài ra Yugi còn từng điều khiển các quái thú khác nhưng mình không cho vào. Ví dụ như rồng trắng mắt xanh là do sử dụng Monster Reborn. Hai quái thú Black Skull Dragon và Dragon Master Knight thì phải dung hợp với một quái thú từ bộ bài của người khác. Còn thần rồng Osiris và Ra thì mình đã nói mãi rằng chúng không phải là rồng rồi, nhớ không?